Mến chào quý cô chú và anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh quay trở lại nhà vườn của Hải Lý để giao lưu đến quý cô chú anh chị một số phôi cóc thái siêu trái ha, rồi mẫu đơn nhiều màu ha, với một số cây kiểng bonsai mini. Số điện thoại liên lạc thì có phần tiêu đề cũng như miêu tả ha. Quý cô chú anh chị yêu thích thì liên hệ trực tiếp nè. Rồi chào anh. Dạ chào anh. Nhà vườn Hải Lý xin mến chào quý cô chú anh chị mọi miền Tổ quốc đang xem kênh LTK Bonsai ha. Hôm nay thì cũng clip vừa rồi thì cũng cảm ơn quý cô chú đã nhiệt tình ủng hộ em ha. Thì hôm nay em cũng có về một số loại hoa mẫu đơn nha cô chú anh chị. Thì có nhiều màu ha, đỏ vàng, tím sen, hồng phấn ha. Chứ em có về lô cóc thái ha, cóc thái siêu trái ha. Chứ một số phôi me với càng thăng nha cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ em clip này ha. Thì không thể để cô chú chờ đợi lâu thì em cũng vô và đo chi tiết báo giá từng cây và cho cô chú mình tham khảo giùm em ha. Rồi đầu tiên là cây cóc thái nha cô chú anh chị. Cóc thái siêu trái ha. Hàng này cũng lớn cây nha cô chú anh chị. Này có dáng hơi bay bay ha. Rồi đây chiều cao 1m32 ha. Em tính 1m3 ha. Vành thân đây 48 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 1 cốc thái siêu trái em giao luôn cô chú anh chị là 900 ngàn ha. Hàng bên em bao sống bao ship cho cô chú anh chị mình 30 ngày ha. Nếu có vấn đề gì cô chú anh chị cứ chụp hình gửi Zalo em ha. Rồi xuống đây. Để lại. Rồi mã số 2 cũng là cây cóc thái siêu trái luôn nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao này được 1m15 ha. Rồi hoành thân đây 47 nha cô chú anh chị. Này thoát thân tới chi cành ha, tới chi cành khoảng chừng 4 tấc ha. Cóc thái siêu trái nha cô chú anh chị. Đóng chi cành rồi này nó rồi cũng ok ha. Rồi mã số 2 em giao luôn cô chú anh chị là 800 ngàn luôn ha. Rồi em về được có 3 cây nha cô chú anh chị. Rồi mã số 3 cũng là cây cóc trái siêu trái luôn ha. Chiều cao 1m1 ha cô chú anh chị. Rồi cái này là 42 ha, hoành thân nó được 42 nha cô chú anh chị. Này thoát thân lên tới chi cành là tới được 3 tấc rưỡi ha. Rồi mã số 3 cũng là cây cóc trái siêu trái ha. Cóc thái siêu trái em giao luôn cô chú anh chị là 800 ngàn luôn ha. Rồi xuống đây. Hàng để cái chậu lên. Rồi mã số 4 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Hàng của em bên đây thuần chậu hết ha. Rồi chiều cao 1m ha. Tán ngang 90 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây được 13 ha. Này thoát thân gần tắt nha cô chú anh chị. Hàng này có củ đế chặt ra ha. Rồi mã số 4 em giao luôn cô chú anh chị là 500 ngàn luôn ha. Rồi mã số 5 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao được 1m ha. Tán ngang 90 nha cô chú anh chị. Rồi em đo tại hoành thân tại vị trí này mà 14 ha. Hàng này có củ đế luôn nha cô chú anh chị. Hàng thuần chậu ha, trồng trong chậu từ nhỏ tới lớn ha. Rồi mã số 5 em giao luôn cô chú anh chị là 500 ngàn luôn ha.
Rồi mã số 6 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao 1m05 ha, tán ngang 1m nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân này được 14 ha. Này thoát thân được tắt gửi nha cô chú anh chị. Hàng bên em có củ đế nha ha. Hàng thuần chậu ha. Cô chú anh chị mình cứ an tâm ha. Rồi mã số 6 em giao luôn cô chú anh chị là 500 ngàn luôn ha. Rồi mã số 7 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao 1m05 ha. Tán ngang 1m nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây được 14 ha. Củ đế chia rất đều nha cô chú anh chị. Này thoát thân cỡ tắt gửi ha cô chú anh chị. Rồi mã số 7 em giao luôn cô chú anh chị là 500 ngàn luôn ha. Rồi mã số 8 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn ha. Hàng bên em là hàng thuần chậu hết nha cô chú anh chị, cứ an tâm ha. Rồi chiều cao được 95 ha. Tán ngang được 90. Rồi hoành thân ở đây là 14 nha cô chú anh chị. Cụ đế nổi một cục luôn ha. Rồi mã số 8 em giao luôn cô chú anh chị là 450 ngàn luôn ha. Rồi mã số 9 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Em để nó hơi nghiêng ha, về cô chú anh chị mình cứ trồng lại chỉnh sửa lại giùm em ha. Chiều cao được 90 ha. Tán ngang được 90 luôn nha cô chú anh chị. Đồng thanh đồng thủ ha. Rồi hoành thân đây được 14 nha cô chú anh chị. Cụ đế rất là nổi nhiều ha. Rồi mã số 9 em giao luôn cô chú anh chị là 450 ngàn luôn ha. Rồi mã số 10 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao được 95 ha. Tán ngang được 90. Hoành thân đây được 13 nha cô chú anh chị. Này thoát thân cỡ tắt ha. Rồi mã số 10 em giao luôn cô chú anh chị là 400 ngàn luôn ha. Rồi mã số 11 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao 1m ha. Tán ngang được 90 ha. Rồi cái hoành thân đây được 13 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây được 13 ha. Này hàng có củ đế luôn nha. Củ đế đang nổi chạc lên ha, đều bốn mặt nha cô chú anh chị. Này thoát thân cỡ tắt gửi ha. Rồi mã 11 em giao luôn cô chú anh chị là 450 ngàn luôn ha. Rồi mã số 12 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn ha. Chiều cao 1m. Tán ngang 90 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây được 14 ha. Này thoát thân cỡ tắt gửi nha cô chú anh chị. Rồi mã số 12 em giao luôn cô chú anh chị là 450 ngàn luôn ha.
Rồi mã số 13 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao này được 75 ha. Tán ngang được 90 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân em đo tại vị trí này là 12 ha. 12 rưỡi em tính 12 ha. Này thoát thân cỡ 1 tấc nha cô chú anh chị. Hàng này có củ đế luôn ha, hàng thuần chậu của chú anh chị mình cứ an tâm nha. Rồi mã số 13 em giao luôn cô chú anh chị là 400 ngàn luôn ha. Rồi mã số 14 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Chiếc này em về là lô trang đỏ lá nhỏ là hơi nhiều ha. Mười mấy cây. Rồi chiều cao được 90 ha. Cái phơm tàn rất là dày dặn nha cô chú anh chị. Rồi chiều tán ngang được 90 luôn. Đồng thanh đồng thủ ha. Rồi em hoành thân được 14 nha cô chú anh chị. Nguyên một củ đế vô đây ha. Em bóp tay vô không giáp luôn á. Củ nở đế cũng đều luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 14 em giao luôn cô chú anh chị là 400 ngàn luôn ha. Rồi mã số 15 cũng là cái trang đỏ lá nhỏ luôn ha cô chú anh chị. Rồi chiều cao 1m05 ha. Tán ngang 90. Rồi hoành thân đây 15 nha cô chú anh chị. Nguyên một củ đế luôn ha. Này cô chú anh chị mình nếu mà chơi tàn thì ấy còn không ấy thì cắt bonsai cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đế rất là chạc đều bốn mặt ha. Rồi mã số 15 em giao luôn cô chú anh chị là 500 ngàn luôn ha. Rồi mã số 16 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Thơm tàn rất là dày dặn có duyên ha. Rồi chiều cao 1m ha. Tán ngang 95 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây được 13 ha. Này thoát thân cỡ tắc rưỡi nha cô chú anh chị. Củ đế rất là chở đều ha. Rồi mã số 16 em giao luôn cô chú anh chị là 450 ngàn luôn ha. Rồi mã số 17 cũng là cái trang đỏ lá nhỏ luôn ha. Hàng thường chậu rất là cô chú anh chị mình cứ an tâm ha. Về là cứ khui chậu đen ra là bắt đầu là để phân vô là cây là ok. Không còn mắc xích nữa. Rồi chiều cao được 1m ha. Tán ngang được 90 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đem đo tại vị trí này 14 ha. Nguyên một củ đế luôn ha. Đế chạc dưới như rất là nhiều ha cô chú anh chị bốn mặt ha. Rồi mã số 17 em giao luôn cô chú anh chị là 400 ngàn luôn ha. Rồi mã số 18 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn nha. Rồi chiều cao 1m ha. Tán ngang được 85 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân được 13 nha cô chú anh chị. Cây này thoát thân cỡ 2 tấc ha. Thoát thân 2 tấc. Củ đế chỉ nở chạc ở dưới ha. Rồi mã số 18 em giao luôn cô chú anh chị là 350 ngàn luôn ha. Rồi mã số 19 cũng là cây trang vàng lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao được 1m1 ha. Tán ngang 1m nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây được 16 ha. 16 rưỡi em tính 16 ha.
cây rất là già nha cô chú anh chị, nổi ra me cho ha. Rồi thoát thân tắt gửi nha cô chú anh chị, nguyên một cụ đế luôn nha. Rồi mã số 19 em giao lưu cô chú anh chị là 500.000 luôn ha, cây trang vàng lá nhỏ ha. Rồi mã số 20 cũng là cây trang vàng lá nhỏ luôn. Chiều cao 1m05 ha. Tán ngang 1m nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây được 18 nha cô chú anh chị. Thì thoát thân cỡ tắt gửi ha. Rồi mã số 20 cây trang vàng lá nhỏ em giao lưu cô chú anh chị là 500.000 luôn ha. Đại vậy. Rồi. Rồi mã số 21 cũng là cây trang vàng lá nhỏ luôn. Chiều cao 1m nha cô chú anh chị. Tán ngang 95 ha. Rồi hoành thân đây được 14 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 21 em giao luôn cô chú anh chị là 500.000 luôn ha. Rồi mã số 22 cũng là cây trang vàng lá nhỏ luôn nha. Chiều cao 1m. Tán ngang 90 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây được 15 ha. Rồi mã 22 em giao luôn cô chú anh chị là 400.000 luôn ha. Rồi mã 23 cũng là cây trang vàng lá nhỏ luôn. Phơm tàn rất đấy ha, đang lên bông ra hoa hai cô chú anh chị. Rồi chiều cao 1m05 ha. Tán ngang 90. Hoành thân đây được 15 nha cô chú anh chị. Này thoát thân cỡ tắt ha. Rồi mã số 23 em giao luôn cô chú anh chị là 500.000 luôn ha. 450. Em xin lỗi ha. 450.000. Rồi mã số 24 cũng là cây trang vàng lá nhỏ luôn ha. Chiều cao 1m05. Tán ngang 95 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân ở đây 13 nha cô chú anh chị. Có cụ đế luôn ha. Rồi mã số 24 em giao luôn cô chú anh chị là 450.000 luôn ha. Rồi mã số 25 cũng là cây trang vàng lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao 1m05 ha. Tán ngang 1m nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân này 16 nha cô chú anh chị. Cây này rất là già ha, nó nổi nứt da me hết trơn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 25 em giao luôn cô chú anh chị là 450.000 luôn ha. Rồi mã số 26 cũng là cây trang vàng lá nhỏ luôn. Chiều cao 1m1 ha. Tán ngang 95 nha cô chú anh chị. Hoành thân đây được 15 nha cô chú anh chị. Này thoát thân tắt gửi ha. Rồi mã số 26 em giao luôn cô chú anh chị là 450.000 luôn ha.
Rồi mã số 27 em cũng giao luôn anh chị cây trang vàng lá nhỏ luôn ha. Chiều cao 1m05 nha cô chú anh chị. Tán ngang được 90 ha. Hoành thân đây được 15 nha cô chú anh chị. Này thoát thân cỡ tắc cửa 2 tắc ha. Có bộ đế dưới luôn nha. Rồi mã số 27 em giao luôn cô chú anh chị là 400 ngàn luôn ha. Rồi mã số 28 ha. 28 cũng là cây trang vàng lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao 1m1 ha. Tán ngang 1m05 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây được 16 ha. Này thoát thân cỡ 1 tấc nha cô chú anh chị. Rồi mã 28 em giao luôn cô chú anh chị là 500 ngàn luôn ha. Bỏ chậu. Rồi mã 29 cũng là cây hồng phấn phớt tím luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao 1m05 ha. Tán ngang 60. Rồi hoành thân đây 11 nha cô chú anh chị. Thoát thân cỡ 1 tấc rưỡi ha. Rồi mã số 29 em giao luôn cô chú anh chị là 300 ngàn luôn. Rồi mã số 30 cũng là cây trang hồng phấn phớt tím luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao 90 ha. Tán ngang được 65. Hoành thân đây 10 nha cô chú anh chị. Nguyên củ đế luôn ha. Em bóp vô không giáp luôn á. Rồi mã số 30 em giao luôn cô chú anh chị là 300 ngàn luôn ha. Rồi mã số 31 cũng là cây hồng phấn phớt tím luôn nha. Chiều cao được 90 ha. Tán ngang 75. Hoành thân đây được 12 ha cô chú anh chị. Hàng này có cụ đế luôn ha. Hàng thuần chậu hết ha. Cô chú anh chị cứ an tâm nha. Rồi mã số 31 em giao luôn cô chú anh chị là 350 ngàn luôn ha. Rồi mã số 32 cũng là cây hồng phấn phớt tím luôn. Chiều cao 1m1 ha. Tán ngang 70 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây 11 ha. Này thoát thân cỡ 1 tấc rưỡi nha cô chú anh chị. Hàng này cũng có cụ đế luôn ha. Rồi mã 32 em giao luôn cô chú anh chị là 350 ngàn luôn ha. Rồi mã số 33 cũng là cây hồng phấn phớt tím luôn. Rồi chiều cao 1m ha. Tán ngang 65 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây được 10 ha. Này thoát thân 2 tấc nha cô chú anh chị. Nguyên củ đế luôn ha. Rồi mã số 33 em giao luôn cô chú anh chị là 300 ngàn luôn ha. Rồi mã số 34 cũng là cây tím sen tàn tròn luôn nha cô chú anh chị. Đang lên bông gực ha. Rồi chiều cao được 85 ha. Tán ngang 90 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây được 11 ha. Hàng này hàng thuần chậu cô chú anh chị mình cứ an tâm nha. Hàng bên em là hàng thuần chậu hết. Rồi mã số 34 em giao luôn cô chú anh chị là 400 ngàn luôn ha. Rồi mã số 35 cũng là cây trang tím sen lá nhỏ luôn nha. Chiều cao 80 ha. Tán ngang 80 luôn nha cô chú anh chị. Đầu rất đồng thanh đồng thủ ha.
Rồi hoành thân đây 12 nha cô chú anh chị. Có củ đế luôn ha. Này thoát thân cỡ 5 cm nha cô chú anh chị. Rồi mã 35 em giao luôn cô chú anh chị là 400 ngàn luôn ha. Đủ. Dở bờ bờ cái bầu đó. Rồi mã 36 cũng là cây trang tím sen luôn nha cô chú anh chị. Tím sen lá nhỏ ha. Chiều cao 1m05. Tán ngang 90 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây được 11 ha. Có củ đế luôn ha. Rồi mã 36 cây tím sen lá nhỏ luôn ha. Em giao luôn cô chú anh chị là 400 ngàn luôn nha. Để đợi. Mã 37 cũng là cái tím sen luôn ha. Chiều cao được 1m. Tán ngang 90 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây 13 rưỡi ha. Em tính 13 ha. Nguyên một củ đế luôn ha. Cây dưới này nó nở chạc nha cô chú anh chị. Rồi mã số 37 em giao luôn cô chú anh chị là 400 ngàn luôn ha. Rồi mã 38 cũng là cây tím sen lá nhỏ luôn ha. Đang lên bông gực nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao 80 ha. Tán ngang 80 luôn nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây 11 ha. Nguyên một củ đế luôn ha. Này thoát thân cỡ 5 cm nha cô chú anh chị. Rồi mã 38 em giao luôn cô chú anh chị là 400 ngàn luôn ha. Rồi em nhắc lại số điện thoại của em ha. 0704 861 910. Đó cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Nếu mà quay cái nào mà có sơ sót đó, cô chú anh chị cứ kết bạn Zalo em ha. Em chỉ chụp hình gửi cho cô chú anh chị mình rõ nét hơn ha. Rồi chiều cao được 85 ha. Tán ngang 80 nha. Rồi hoành thân đây được 12 nha cô chú anh chị. Này có củ đế luôn ha. Nổi chạc lên trên. Rồi mã 39 em giao luôn cô chú anh chị là 400 ngàn luôn ha. Rồi mã 40 cũng là cây hồng phấn siêu bông ha. Hồng phấn lá chung siêu bông nha cô chú anh chị. Hàng này nó ra bông xiên hoài lắm. Chiều cao được 85 ha. Tán ngang được 70 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân tại vị trí này là 9 ha. Có nguyên củ đế luôn ha. Rồi mã 40 em giao luôn cô chú anh chị là 350 ngàn luôn nha. Rồi mã 41 cũng là cây trang hồng phấn lá chung siêu bông ha. Chiều cao được 95 nha cô chú anh chị. Tán ngang được 70 ha. Rồi hoành thân đây 9 luôn ha. Này thoát thân cỡ 2 tấc nha cô chú anh chị. Nguyên củ đế ha. Hàng này có củ đế luôn nha. Rồi mã số 31 em giao luôn cô chú. 41 em giao luôn cô chú anh chị là 350 ngàn luôn ha. Rồi mã 42 cũng là cây hồng phấn luôn ha. Hồng phấn lá chung nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao 90 ha. Tán ngang 70 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây được 10 ha. Này có củ đế ha. Rồi mã 42 em giao luôn cô chú anh chị là 350 ngàn luôn ha. Rồi mã số 43 cũng là cây càng thân luôn nha cô chú anh chị. Càng thân đang vô dây ha. Chỉnh sửa lại một nước dây nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao được 40 ha. Nguyên một củ đế dưới này ha. Củ đế em đo tại vị trí này đi. Tại vị trí này là 22 ha. Còn trên cái cổ nó là 14 nha cô chú anh chị. Rồi mã 43 em giao luôn cô chú anh chị là 300 ngàn luôn ha. Cây càng thân nha cô chú anh chị.
Mã 44 ha, cũng là cây càng thân luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao 65 ha. Chiều cao 45. Rồi cái hoành cũ ở đây là 24 ha. Rồi mã 44 em giao luôn cô chú anh chị là 300 ngàn luôn ha. Rồi mã 45 cũng là cây phôi me luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao lên đây được 45 ha. Rồi em đo tại vị trí này là 18 ha. Còn nguyên một củ đế trên này ha. Rồi mã 45 em giao luôn cô chú anh chị là 300 ngàn luôn nha. Rồi mã 46 cũng là phôi me luôn nha cô chú anh chị. Này có chỉnh sửa vô nước dây này ha. Rồi chiều cao 30 ha. Nguyên cái củ đế đây là 25 nha cô chú anh chị. Còn cái tán ngang của nó là cỡ 30 ha. Rồi mã 46 em giao luôn cô chú anh chị là 300 ngàn luôn ha. Rồi mã 47 cũng là cây 86 luôn ha. Cây siêu bông nha cô chú anh chị. 86 siêu bông ha. Rồi cái chiều đổ của nó là 30-40 ha. Rồi cái hoành thân ở đây là 19 nha cô chú anh chị. Cái chiều đổ của nó rất là có duyên ha. Rồi mã 47 em giao luôn cô chú anh chị là 300 ngàn luôn ha. Em về được một cặp ha. Mã 48 cũng là siêu bông luôn ha, cây siêu bông. Rồi đây chiều đổ xuống là được 20 ha. Rồi cái hoành thân đây được 24 nha. Rồi mã 48 em giao luôn chú anh chị là 300 ngàn luôn ha. Phôi trang vàng lá nhỏ nha cô chú anh chị. Chiều cao được 20 ha. Em đo tại vị trí là 10 ha. Còn nguyên hoành cũ của nó là được 30 ha. Rồi cây này mã 49 em giao luôn cô chú anh chị là 250 ngàn luôn ha. Mã 50 cũng là mã cái trang vàng lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao 28 ha. Hoành thân đây được 11 nha cô chú anh chị. Củ đế được 27 ha. Rồi mã 50 em giao luôn cô chú anh chị là 250 ngàn luôn ha. Mã 51 cũng là cây sâm núi trái luôn ha. Chiều cao được 35 ha. Chiều đổ của nó là được 30 ha. Hoành thân đây được 15 nha cô chú anh chị, nguyên một củ đế luôn ha. Rồi mã 51 em giao luôn cô chú anh chị là 400 ngàn luôn ha. Rồi cuối clip cũng xin chúc cô chú anh chị được dồi dào sức khỏe ha, làm ăn phát tài phát đạt ha. Và hẹn cô chú anh chị lại clip sau ha. Mến chào cô chú anh chị.